Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một cái bản tin được xem là về vấn đề chính trị rất lớn ở Do Thái. Mà Do Thái là một trong những cái tâm điểm của những cái tin tức thế giới trong thời gian qua liên quan đến chiến tranh giữa Do Thái và Palestine lại trỗi dậy. Nhiều người nghĩ rằng đây là những cái động thái diều hâu mạnh mẽ của ông thủ tướng hiện nay là Netanyahu. Nhưng mà đó chỉ là thời gian mà trước bầu cử thôi. Trong cuộc bầu cử một lần nữa và liên tục trong suốt 12 năm trời qua, thưa quý vị, vấn đề chính trị của Do Thái, có người thì theo cấp tiến, mình có thể nói rằng dân chủ, có người theo cực hữu, theo khuyên hướng bảo thủ, tương tự như ông thủ tướng Netanyahu. Ngày hôm nay, một ứng viên thủ tướng khác là Natalie Bennett có khả năng là chiếm ghế thủ tướng này vì lý do là trong thời gian qua người ta chỉ trích ông Netanyahu. Ông này mặc dù có cuộc bầu cử nhưng đang đương đầu với tội danh tham nhũng biển thủ và sẽ ra tòa. Và đó là lý do tại sao ông ứng viên thủ tướng Natalie này đang tìm cách để lật đổ ông Benjamin Netanyahu. Tin tức ghi nhận vào sáng ngày hôm nay, ông Netanyahu nghĩa là chạy, nghĩa là bằng mọi giá là kêu gọi cái sự hậu thuẫn của các đảng nhỏ. Thưa quý vị, đảng của ông á, là trong thời gian qua không chiếm được quá bán theo hiến pháp, một đảng hay một đảng liên minh phải lấy được hơn 50% số phiếu bầu cần thiết hoặc là số đảng viên cần thiết. Nhưng mà đảng của ông á, không lấy được. Mà những đảng nhỏ khác đó thì không chịu liên minh với ông. À, trong khi ông Natalie Bennett này, ông nói đảng của ông sẽ liên minh được với những cái đảng nhỏ khác để chiếm được trên 50%. Mà nếu đảng liên minh chiếm được trên 50% thì họ sẽ lấy được cái ghế từ ông Netanyahu. Hiện nay thì tình hình đang cấp bách, chưa biết được tình thế như thế nào và liệu rằng Netanyahu có khả năng để thuyết phục những cái đảng nhỏ khác nghe theo mình vào giờ phút chót hay không. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay tin tức đến giờ phút này thì cho thấy rằng có nguy cơ Netanyahu không thuyết phục được nữa bởi vì ông đã cố vị 12 năm trời vừa qua và vẫn đưa cái tình hình của Do Thái vào tình thế khó khăn, nhất là ông đang gặp phải sự tấn công. Do Thái đang trải qua cái thời gian đại dịch chưa có hồi phục, đương đầu với cái vụ tấn công của Palestine nữa. Rồi, cái quan hệ giữa Netanyahu với Biden á, lại không có nồng thắm như thời của ông Trump. Dưới thời của ông Trump cũng đã diễn ra cái cuộc bầu cử và Netanyahu đã chiến thắng vào thời gian đó bởi vì được Hoa Kỳ hậu thuẫn 100%. Vâng, thưa quý vị, cảnh sát ở tại Anaheim cho biết là ngày hôm qua họ đã bắt được một người đàn ông bây giờ nghi ngờ là đã thực hiện hai cái vụ tấn công riêng rẽ cho người dân ở tại một cái khu neighborhood này. Thì phía cảnh sát Anaheim cho biết là vào khoảng trưa ngày hôm qua đó, khoảng sau 12 giờ, họ nhận được một cái cuộc gọi đầu tiên của một người chủ một cái căn nhà ở cái khu vực neighborhood mà quý vị thấy. Ông này nói là ông đang đứng trước cửa nhà của mình thì bị một người đàn ông đang đi bộ
hắn ta chạy tới nhào vào và đánh ông lia liệt. Thì người đàn ông nạn nhân đầu tiên này đã 60 tuổi đã đánh trả lại và khiến cho cái tên kia bỏ chạy mất. Thì trong lúc mà cảnh sát đến đang lùng sục cái tên đó thì 20 phút sau họ lại nhận thêm một cái cuộc gọi nữa là ở cũng gần ngay đó thôi, ngay cái khu neighborhood này, có thể là những cái con đường nhỏ kế bên thưa quý vị. Có một người đàn ông thứ nhì, ông này 70 tuổi thưa quý vị, tên là Ramatola và Gubi, đang đi bộ ở trong những cái con đường nhỏ này thì cũng bị một người đàn ông nhào vào đánh liên tục vào trong đầu. Thì ông nạn nhân thứ nhì đó được cảnh sát đưa vào trong bệnh viện nhưng mà ông không có qua khỏi, là bởi vì bị chấn thương đầu quá nặng. Thì cảnh sát đã bắt được cái người đàn ông mà đánh cái ông nạn nhân thứ nhì đó, y tên là David Abbott, 30 tuổi thưa quý vị, cư dân sống ở tại Anaheim. Thì bây giờ đó cảnh sát đã chuẩn bị truy tố y rồi, cái tội là tấn công hạng nặng, và đang điều tra xem là có phải y là cái tên là đánh cái người đàn ông thứ nhất luôn hay không. Một số những cái tiểu bang bảo thủ đó thưa quý vị, sau cái cuộc bầu cử vừa qua đó, bởi vì phía đảng Cộng Hòa và ông Trump cáo buộc là có những cái vụ gian lận đó, rồi rõ ràng người ta thấy cái số cử tri đi bầu khiếm diện đó, absentee ballot quá đông, mà những cái phiếu bầu khiếm diện này đó lại nghiêng về những cử tri dân chủ. Không biết vì lý do nào, những cử tri đảng Cộng Hòa họ không sử dụng cái phiếu bầu khiếm diện mà họ thích đi bầu hơn. Còn những cử tri dân chủ thì họ nói, ô, bây giờ tiện lợi quá, mình sử dụng cái mail-in ballot, cái phiếu bầu gửi qua thư. Và vì vậy, một số những cái tiểu bang, mà đa phần đây là những tiểu bang bảo thủ, họ muốn ngăn chặn xảy ra những cái tình trạng phiếu bầu khiếm diện quá đông, và họ lo sợ những thành phần mà sử dụng phiếu bầu khiếm diện hoặc là những cái luật lệ liên quan đến phiếu bầu khiếm diện đó sẽ gây bất lợi cho đảng Cộng Hòa. Vì thế, họ tìm cách thông qua những luật ngăn trở dễ dàng cho phiếu bầu khiếm diện. Có tiểu bang thì làm ngắn lại cái thời gian mà quý vị có thể đi bỏ phiếu. Có tiểu bang thì nói rằng không sử dụng phiếu bầu khiếm diện vào ngày bầu cử. Có tiểu bang thì nói rằng phiếu bầu khiếm diện mà gửi về trễ quá thì không được tính. Nó đi ngược lại với những cái luật đã được áp dụng vào trước ngày hôm nay. Texas cũng vậy thưa quý vị. Hôm Chủ nhật vừa qua, bên phía Quốc hội Texas đã thông qua cái việc mà dự luật mới mà Quốc hội của Texas thì đa phần theo đảng Cộng Hòa, để tìm cách cản trở và giới hạn cái việc bầu khiếm diện, là gây khó khăn cho cử tri đi bầu qua mail. Lẽ ra đã được thông qua và chỉ cần đưa lên ông thống đốc Abbott để ký ban hành, nhưng đảng Dân Chủ đã áp dụng chiến thuật bỏ đi. Và nếu bỏ đi đó thì Quốc hội không bỏ phiếu được, mà không bỏ phiếu được thì không thông qua. Cả đảng Dân Chủ bỏ ra khỏi tòa nhà Quốc hội, và đó là cái phương cách cuối cùng để họ có thể làm được. Thì ông thống đốc Abbott rất là giận dữ, ông nói rằng, quý vị chơi cái trò này ha, tôi sẽ không ký vào luật ngân sách để xem ai lỗ cho biết. Nhưng mà thưa quý vị, ông Abbott nói như vậy thôi, nhưng mà ông không ký vào luật ngân sách đó thì cả tiểu bang Texas bị ảnh hưởng, trong đó kể cả đảng Cộng Hòa của ông nữa. Theo dự trù, vì các thành viên của đảng Dân Chủ không bỏ phiếu thì Quốc hội Texas phải thông qua một chương trình bầu special đặc biệt, một cái chương trình bỏ phiếu đặc biệt để hy vọng được thông qua. Thì ông thống đốc nói rằng bây giờ đảng Dân Chủ không đi bỏ phiếu ha, thì Quốc hội Texas sẽ thông qua một cái đạo luật về bầu cử đặc biệt. Thế nhưng ông chưa tuyên bố cái ngày bầu cử đặc biệt sẽ như thế nào và liệu rằng có thành công hay không. Trong khi đó, đảng Dân Chủ cho biết họ cũng sẽ tìm kiếm một cái công cụ bầu cử chính trị khác để đánh vỡ được cái khuynh hướng mà bên phía đảng Cộng Hòa muốn giới hạn quyền tự do bỏ phiếu của người dân. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì
3/4 các công tố viên ở tại 58 quận toàn tiểu bang California đã đồng loạt nộp đơn kiện. Họ kiện cái người đứng đầu hệ thống nhà tù của tiểu bang California là bởi vì hệ thống nhà tù đó họ đã đưa ra một cái luật khẩn cấp thay đổi cái việc mà giam giữ tù nhân ở tại California. Bà Bộ trưởng Caitlin Allison, thưa quý vị, bà này đó, bà vào cách đây 2 tháng đã đưa ra một cái lệnh khẩn cấp. Đó là thứ nhất, hệ thống nhà tù đã đang bị quá tải. Và thứ nhì nữa là cái tình trạng dịch bệnh. Cho nên là bà nói rằng những tù nhân nào mà có good conduct, thì không biết dịch ra như thế nào, chắc hạnh kiểm tốt đó, thì sẽ được thả ra rất là sớm. Thường đó là chỉ theo như cái luật mới của bà, chỉ ở 2/3 cái án tù là được thả ra, thay vì theo như cái luật hiện nay của tiểu bang, mặc dù là có good conduct đi nữa thì phải ở 80% cái án tù. Thì được biết là tiểu bang có 58 công tố viên, thì hết 44 người đã đồng loạt đứng vào cái đơn kiện. Họ nói rằng đây toàn là những cái tù nhân, rất nhiều những cái tù nhân thuộc những cái án mà rất nặng, như là giết người, hãm hiếp. Nếu như mà theo cái luật mới của cái bà Caitlin này thì sẽ có khoảng 76.000 tù nhân được thả ra ngoài sớm. Nó gây ra những cái mối nguy hiểm cho cộng đồng. Thì được biết là đơn kiện này cũng nói là bà Caitlin này đó đã luồn lách cái kẽ hở của luật pháp khi mà đưa ra cái luật mà khẩn cấp như vậy, không có thông qua những cái trình tự thông thường của Bộ Tư pháp, và cũng không có đưa ra những cái buổi họp trưng cầu ý kiến của người dân. Trong khi phía cái bà Caitlin Allison thì bà lại nói là bà hoàn toàn làm đúng theo luật pháp, là bởi vì có một cái dự luật gọi là Proposition 57 vào năm 2016, thưa quý vị. Chính cử tri đã bỏ phiếu đồng thuận là nếu như tù nhân nào mà có hạnh kiểm tốt thì sẽ được thả ra để mà giảm bớt cái sự quá tải của nhà tù. Thì đơn kiện đã được nộp vào hồi tuần trước, và tòa án ở tại Sacramento sẽ thụ lý cái đơn kiện này của các công tố viên quận. Và các công tố viên cho biết là họ không muốn bất kỳ tù nhân nào được thả ra theo cái luật mới này. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ 3 hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị ở lại với chúng tôi tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ vào trong trang nhà littlesaigontv.com, đọc thêm các bản tin cập nhật trong ngày hôm nay quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.